sản phẩm là chất xơ của Oriflame, kế đến đó là sản phẩm bột dinh dưỡng, đó là ba sản phẩm mà chị yêu thích nhất. Trong cái tháng 3 vừa qua thì chị cảm hứng nhất là cái sản phẩm bột của chúng ta, tức là khi mà công ty 11 tháng 3 có mở ra chương trình combo 7 để hỗ trợ cho nhà phân phối ạ. Tại vì đợt Tết thì tất cả mọi người đều bận công việc nên là giảm cái năng lượng cũng như là chăm sóc hệ thống, cho nên là công ty ra chương trình đó thì chị đã rất là cảm hứng. Thực ra thì cái tháng 3 chị đặt mục tiêu là 15, nhưng sau ngày 11 tháng 3 biết có chương trình đó thì mình đã chuyển mục tiêu từ 15 lên 18 ạ. Và từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 thì chị đã bán được 6 combo 7, và ngoài ra là pack sơ với lợi khuẩn thêm rất nhiều, và để chốt thành công mục tiêu 18%. Trong trong tháng này thì nhóm chị đã chốt được ba chức danh, một bạn 12, một bạn 15 và chị chốt 18. Đó là cả nỗ lực Siêu quá. của nhóm luôn đấy ạ. Siêu quá. Ở thời điểm hiện tại mà phát triển và tăng trưởng như vậy là một cái thành tích rất là đáng nể đấy chị ạ. Em chúc mừng chị và đội nhóm của chị nhá. Cảm ơn cả nhà mình. Nhưng mà Ừ. thực sự ấy, thành công nó không phải là một sự đơn giản. Nếu mà nghe Tú nói như vậy thì thấy rất là đơn giản đúng không cả nhà? Cứ nghĩ là chia sẻ một phát, nhưng mà thực ra là mình đã có một khoảng trầm cách đây khoảng độ 2 tháng ạ. Khi mà mình mới vào ấy, cái tháng 8 thì mình chốt được 9%. Và tháng 9 thì không biết cả nhà còn nhớ Tú không, hôm đó chị Thanh Lan đã gọi mình lên chia sẻ ấy, là Tú bán được một đơn hàng ngày 1 tháng 9 là đã gần 2.000 PP. Đó, tức là mình lại đi ngược lại với mọi người. Khi mọi người vào ấy, thì sẽ chưa bán được sản phẩm, nhưng mình thì lại là những tháng đầu bằng cái sự uy tín của mình thì mình bán được sản phẩm, nhưng sau đó thì nó lại bị giảm dần theo những cái tháng sau ấy ạ. Và cũng rất là may mắn là mình được bảo trợ Thanh Nga cũng như bảo trợ Quỳnh rất là yêu quý. Thì đến gần cái đợt năm 24 ấy ạ, thì Nga có bảo là hai chị em mình nói chuyện và chốt mục tiêu của năm 24, thì chị định đặt mục tiêu như thế nào. Và lúc đó thì mình muốn là một chủ hải sản ấy ạ, thì đợt Tết là mình rất là bận, cho nên là cái năng lượng dành cho công việc Ori thì mình đã bị giảm sút. Mà mình là trưởng nhóm, mình giảm sút thì đương nhiên các downline của mình cũng bị giảm sút. Và mình có nói với Nga là: Nga ơi, hình như chị không phù hợp với công việc này đâu em ạ. Chị không thấy chị không bán hàng được như trước đây, và các bạn trong nhà phân phối cũng bị giảm sút luôn. Bây giờ chị phải làm thế nào, hay là chị không phù hợp với công việc này nữa rồi? Chị cảm thấy rất là áp lực. Thì bảo trợ Nga có nói là: chị ơi, chị hãy xem việc mà chị đến với Ori là một niềm vui, chị hãy thoải mái, lúc nào cũng cảm thấy có tình yêu và niềm vui với sản phẩm thì chị sẽ thay đổi. Và lúc đó mình có nói với Nga rằng chị đang muốn đi theo hướng là bản thân chị thay đổi, mình khỏe đẹp lên này, mình tự tin lên, chị sẽ học về kiến thức dinh dưỡng, thì lúc đó chị sẽ hút được những khách hàng mà muốn chăm sóc sức khỏe chủ động. Và Nga đã nói rằng là: chị ơi, ý tưởng này hay đấy, Sẽ được thế thì tặng hôm nào bọn em mở cái khóa về huấn luyện dinh dưỡng thì em sẽ báo cho chị để chị tham gia. Và cũng rất là may mắn cả nhà, gần gần Tết nha, dịp gần Tết thì là Nga có thông báo là bọn em tổ chức khóa học khỏe đẹp toàn diện, có các cốt đồng hành thì chị tham gia nhé. Thế mà mình đồng ý luôn ạ. Và mình có chia sẻ với Nga rằng là mục tiêu của chị là chị không muốn giảm cân, nhưng mà chị muốn tăng cơ, giảm mỡ và biết về cách chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình cũng như bản thân. Thì học được có 2 buổi để vào Tết cả nhà. Vào Tết thì bản thân mình ăn uống cũng không được chuẩn chỉ, và mình cũng bị béo lên nửa cân và cũng có mỡ bụng hơn ạ. Thế thì sau ra Tết khi bắt đầu học lại khóa thì mình quyết tâm là mình sẽ phải thay đổi, ăn những bữa ăn lành mạnh, làm theo các cốt hướng dẫn, và bắt đầu là mình chạy bộ. Tại vì trước đây thì mình chỉ thích đạp xe thôi. Đạp xe có thể xa nhưng mà cái mỡ bụng vẫn còn. Và khi mà các cốt chia sẻ là phải chạy bộ thì mình đã bắt đầu thay đổi, là mình sẽ quyết tâm học theo. Và mỗi lần chạy bộ thì mình sẽ uống cái sản phẩm bột ạ. Trước khi mình uống thì mình cũng quay lên trên Facebook để chia sẻ với mọi người. Rồi những bữa ăn lành mạnh thì mình cũng bắt đầu là up lên trên Face ạ, để cho mọi người theo dõi. Tại vì mình biết là bây giờ rất nhiều người cũng đang muốn ăn theo chế độ healthy cũng như là muốn chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tập luyện. Và thật là tuyệt vời khi bản thân mình thay đổi như vậy. Trong vòng 2 tháng thì các chỉ số của mình cũng rất là tốt hơn, cơ thể cũng thon gọn hơn ạ. Tại vì mình là trẻ tuổi ấy, cho nên là khi mà mình nói mình có bệnh thì mọi người sẽ không tin đâu ạ. Nhưng mà khi thấy vóc dáng của mình thay đổi thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay. Và sau đó thì mình đi chạy hay đi tập thể dục thì mọi người bảo là: em ơi, sao em có cái eo đẹp thế?
Rồi hôm trước đi tắm khoáng thì mọi người lại khen là mấy mấy cái bạn trẻ hơn đấy cả nhà, còn khen là chị ơi sao chị có vóc dáng đẹp thế, nên là mình cũng rất là vui tự tin luôn đấy. Thế sau đó là cái mình đã thay đổi, khi mà mình tạo ra cái thước phim các cái video mà khi về đích khi mình chạy bộ được ấy, mình đăng lên Facebook, mình đăng lên tin rồi cũng các thước phim để hút các lượt like của mọi người ấy, thì rõ ràng là hiệu quả vô cùng cả nhà. Và mình đã chuyển cũng như là kiểu là khi mình đã mong muốn ấy ạ thì vũ trụ sẽ hợp lực giúp mình, và những cái đơn hàng combo 7 dần dần xuất hiện ạ. Cả nhà có tin là chỉ trong vòng 4 ngày, 4 ngày thì là Tú đã đánh được 1.300 PP tức là sẽ đã chốt được 4 combo 7 trong vòng có 3 ngày thôi. 4 combo 7 này xong rồi là rất nhiều pack và sơ đi kèm nữa. Thì mình xin kể ba câu chuyện của ba khách hàng mà mình cảm thấy rất là cảm hứng để cho cả nhà nghe nhá. Đầu tiên, hôm đó thì là mẹ mình có gọi điện là bảo là cả nhà sang ăn cơm, nay mẹ có khách. Thế thì mình đi sang, hôm đó thì lại mặc cái áo phông bó sát người ấy, thế em cởi áo khoác ra. Thì cái chị khách mà mẹ mình mời đến ấy, lại bảo ô sao dạo này em có dáng đẹp thế. Chị đây này, chị đang định đi đăng ký cái khóa giảm cân. Chị đang 67 cân mà khoảng hết 30 triệu mỗi buổi khoảng 1,5 triệu. Thế mình nghe xong mà ôi chị ơi đừng, may thế này hai chị em mình gặp nhau, để em chia sẻ với chị nhé, chị đừng giảm cân như vậy, em sẽ hướng dẫn chị cách giảm cân lành mạnh. Mà cũng rất là may mắn đây chị nhìn em này, em chỉ thay đổi về chế độ ăn và tập luyện là người em cũng đã đẹp hơn rất nhiều rồi. Thì bây giờ trong tháng này công ty em đang có chương trình khuyến mại mua 3 được 4, tức là chị được một combo 7 này, chị uống vào buổi sáng. Thì khi mình tìm hiểu ấy, chị là chủ kinh doanh rau rất là lớn ở Hà Nội luôn. Thì công việc của chị bận thì chị thường xuyên ăn tối muộn. Thế sau đó khoảng độ 3 giờ sáng là chị sẽ đi lấy hàng, và gần như sáng chị không ăn cả nhà. Trưa mới ăn, quên cả uống nước luôn, và đến chiều là chị dành thời gian ngủ. Vì vậy là mỡ của chị bị tích rất nhiều. Thế là Tú đã chia sẻ là chị thay đổi chế độ ăn sáng ra thì chị uống cốc bột cho em, chỉ mất 2 phút thôi. Sau đó là khi nào đói thì chị sẽ ăn thêm các cái đồ hấp, mà nói chung là thay đổi chế độ, đừng ăn các đồ chiên nướng nữa chị nhá. Rồi là chiều chị cam kết là chị sẽ đi chạy bộ cho em vì gần công viên mà. Thế là anh chồng anh nghe xong anh ấy thấy rất là vui, anh ấy bảo là ô thích thế thì anh sẽ đưa vợ anh đi chạy, và em nhớ theo Tú hướng dẫn chứ đừng có làm giảm cân không lành mạnh như vậy. Và sau đó thì chị là thế thì em lấy cho chị luôn combo 7 đấy em, và vâng. Sau đó mình lại hỏi là chị ơi theo em ấy thì chị nên lấy cả chất xơ đi. Sơ thì giúp chị giảm mỡ bụng cũng như là làm cho hệ tiêu hóa sạch. Và chị có dùng nội tiết không? Thì chị bảo là chị bây giờ không dùng. Và thế thì không cần dùng nội tiết, chị dùng cái sản phẩm như bên em cũng đang khuyến mại tháng này. Em ngày nào cũng dùng cái gói này rất là cải thiện, vừa giúp chị tăng cường đề kháng lại thải độc cho da các thứ. Đấy, thế là chị không tóm lại như này nhá. Em cứ giới thiệu cái gì cho chị lấy luôn. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu, tại vì chị rất là yêu quý em đấy. Thế là chị chốt luôn được một combo 7 4 bách cộng 4 sơ cho chị đấy. Thế thì cái bạn giúp việc ấy, đi cùng với cả chị đấy thì mình biết là hoàn cảnh của bạn đấy thì chồng mất rồi. Thế mình cũng hỏi là thế con em ở quê thì sức đề kháng có tốt không, thì bạn bảo là bạn ấy hay rất là ốm vặt. Thế mình đã chia sẻ luôn được 6 kíp đấy là cho riêng một cái buổi tối hôm đấy nhá. Và khách hàng thứ hai này thì còn hay hơn rất nhiều cả nhà. Anh này anh tận 90 cân, tức là cũng là hai chị em chơi với nhau, thì đây là chồng của cái bạn đấy. Thì bạn ấy rất nhiều lần nói rằng chị Tú ơi chồng em nhiều bệnh lắm, em lo lắm, bây giờ chồng em là như thế mà nhỡ làm sao thì em biết tính kiểu gì mà em không thuyết phục được. Thế thì mình mới bảo là hai chị em mình hay chất kinh địa tạng, thế thì bây giờ em cứ chép xong mình hồi hướng đi, mình xin đó là anh sẽ thay đổi. Thì đúng là nhân duyên luôn cả nhà. Mấy tháng trước thì chỉ cần Tú gặp anh đấy nhá, mình bảo là anh ơi anh em mình em theo em ấy, mình tập thể dục đi anh cho thay đổi. Thế là ông ấy dỗi luôn nhá, ông ấy tránh xa luôn, ông không thèm nói chuyện, ông đi luôn một phát. Thế là vợ chia sẻ ai mà nói đến giảm cân ông ấy dỗi. Thế mà tự nhiên sáng hôm đấy vợ mới gọi điện là chị ơi anh béo nhà em anh ấy đồng ý rồi, anh muốn chị tư vấn. Ôi nghe xong sướng lắm luôn cả nhà ơi. Thực ra mình không phải sướng là mình bán được hàng đâu, mà mình sướng bằng cái tâm thế mình cho đi là mình sẽ giúp anh ấy cải thiện sức khỏe, tại vì anh ấy là trụ cột của gia đình mà. Thế thì hôm đó mình đến nhà anh ấy, mình mang theo cái cặp mưu này, mang theo cái chất xơ. Thế là anh ấy đến anh trêu à thế xem hôm nay cô giáo giới thiệu như thế nào. Thế mình chỉ bảo anh như này này anh nhá, em với anh bằng tuổi nhau, bây giờ ấy anh kiếm tiền
Thế thì anh có muốn là tương lai anh mang số tiền đấy anh đi vào bệnh viện chữa bệnh không, hay anh mang số tiền đấy để anh đi du lịch? Thế thì bây giờ anh nghe lời em, anh thay đổi đi, anh là trụ cột gia đình. Thế bây giờ anh có làm sao thì Thảo và con anh sống kiểu gì? Thế là ông cười. Thế sau đó mình chỉ cần nói như vậy thôi. Thế là anh ý à, chứ thôi không phải nói nhiều, anh đồng ý anh sẽ thay đổi. À, thế nhưng mà anh phải cam kết là anh sẽ tập luyện thể dục cho em nhé, tại vì anh rất là thích ăn mỡ cả nhà, toàn mua thịt dọi nhá, mỡ kho lên ăn cái mỡ đấy xong rồi ngoan này nha. Thế xong rồi là ăn phở nhá, buổi sáng thì phải ăn phở đầy nước béo luôn đấy, 90 cân luôn, có sợ không cả nhà? Lại còn bia rượu nữa, bây giờ tiểu đường 9 phẩy rồi. Thế là mình trêu mình dọa, mình bảo là chứ như mẹ em nhá, mẹ em cũng bị tiểu đường, nếu mà lâu năm là phải tiêm, mỗi tháng ít nhất là cũng phải mất mấy triệu rồi, thì thôi bây giờ anh nghe lời em, anh cứ chăm sóc sức khỏe mình thay đổi đi thì bệnh tật nó giảm dần. Đấy, thế là lại chốt tiếp tục được một combo 7 với hai chất xơ cho anh, tại vì mình cũng tư vấn gặp bác nam nhưng mà anh cũng thực ra thì cũng không có điều kiện, thì bảo trước mắt cứ dùng cái này đi xong rồi cải thiện dần dần mình lại lấy bách. Thế thì đến chiều chuẩn bị đi đón con thì lại nhìn thấy chị hàng xóm, chị đấy thì mình biết là chị bị đau đầu cách đây 6 tháng rồi, thế lại nghỉ làm, mình bảo ơ chị nghỉ ở nhà ăn dưỡng à, thì lại bảo là ăn dưỡng đâu, chán mệt đau đầu không muốn đi làm. Thế mình buồn cười mà thôi được rồi, tối sang nhà em tư vấn cho, nói thì không chịu nghe lời. Chị đấy thì cũng có hoàn cảnh cũng hơi đặc biệt là chồng đã mất, con gái lớn thì lại lấy chồng trong Sài Gòn, thì còn bạn gái nhỏ ở nhà thôi. Thế mình chỉ nói chị một câu là bây giờ nhá, em nói chị nghe, nếu như con gái thứ hai chị đi lấy chồng, chẳng may chị làm sao, ai là người chăm sóc cho chị? Mà chị ý hơn mình có 10 tuổi, tức là chị 52 tuổi. Thế thì bây giờ ai chăm sóc cho chị đây, trông vào ai? Nên giờ chị nghe theo lời em, chị thay đổi đi. Thì sau này nếu con chị có đi lấy chồng, chị vẫn tự mình chăm sóc, chị vẫn tự đi làm để có thu nhập. Mà chị ở gần em thì chị biết rồi đúng không? Trước đây chị nhìn thấy em như thế nào, suốt ngày ốm yếu này, xong rồi là âu sầu rầu não. Chị, ừ đúng rồi, trước chị còn thấy mày đeo cả cái đai lưng, và đúng rồi bây giờ chị thấy em có phải đeo đai không? Chị, ừ công nhận bây giờ nhìn năng lượng xong rồi á, lại còn trẻ đẹp da nữa. Buồn cười quá nhỉ. Thế là mình nói như vậy là chị cũng đồng ý luôn, là bây giờ nghe lời em thay đổi chế độ nhé. Thế là mình có cái cân đo chỉ số ấy, tại vì khi mà tham gia cái lớp huấn luyện đấy thì là Nga có tư vấn là mình phải mua cái cân để mình theo dõi bản thân mình. Thế là mình đo cho chị ấy luôn, thì chất béo thừa nghiêm trọng 56 cân. Thế là chị chốt luôn, mình lấy cho chị một cặp Miu với cả sách này, ba hộp bách này và một hộp sơ đấy cả nhà. Thì đấy là ba khách hàng mà Tú vô cùng cảm hứng muốn chia sẻ lại với cả nhà. Tức là không phải là mình vui là vì mình bán được hàng đâu, mình vui vì mình đã trao đi được cái giá trị sức khỏe mà từ bản thân mình đã thay đổi khỏe đẹp hơn ấy. Và chính tối nay này trước khi vào Zoom ấy thì chồng mình còn nói một câu là em ơi bây giờ ấy anh thấy em rất là năng lượng, rất là vui vẻ, rất là thì rất là đáng yêu, chả bù cho cái hồi mà em suốt ngày âu sầu rầu não. Thế em kêu là à, suốt ngày em kêu mệt chán lắm đấy, bây giờ có phải đáng yêu không đấy, thì cả nhà có thấy rất là hạnh phúc ạ.